cùng ICER Fire Channel tìm hiểu lợi ích của việc bạn làm chủ kỹ năng giao tiếp của mình. Trong môi trường kinh tế xã hội phát triển đầy cạnh tranh như ngày nay, chuyên môn giỏi, hết mình với công việc chưa đủ để mang lại cho bạn một vị trí xứng đáng. Mỗi người cần phải nỗ lực làm việc. Học hỏi thật nhiều trên con đường xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Kỹ năng giao tiếp ngày càng là bí kíp không thể thiếu trong môi trường làm việc hiện đại một kỹ sư cơ khí giỏi có thể sẽ mãi là kỹ sư nếu không trình bày rõ ràng những phương án sản xuất mới của mình một nhà kinh tế học sẽ không được trọng dụng nếu không làm người khác hiểu được những chiến lược kinh doanh mới và hơn thế nữa người quản lý càng cần có kỹ năng giao tiếp để thông tin giữa nhân viên và cấp quản lý được trao đổi một cách hiệu quả trong học tập học sinh phải chăm chỉ làm bài tập trong công việc người ta cần có kiến thức chuyên môn tốt để làm tốt những công việc được giao trong cuộc sống người ta muốn được nhiều người yêu mến thế nhưng nếu không có kỹ năng giao tiếp làm sao một học sinh có thể trình bày thắc mắc với thầy cô giáo làm sao người ta trình bày những sáng tạo của mình trong công việc làm sao người ta biết cười để chiếm lấy tình cảm của mọi người kỹ năng giao tiếp thật sự là miếng ghép quan trọng nhất trong bức tranh thành công của mọi cuộc đời lợi ích của kỹ năng giao tiếp rõ ràng đến nỗi không ai là không hiểu nhưng có một kỹ năng giao tiếp tốt thật ra lại là điều khó đạt được với tầm quan trọng của giao tiếp ngày nay đã có những khóa học về kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trong công việc được đăng tải trên internet thế nhưng cái cơ bản của kỹ năng giao tiếp đến từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống khi ở chỗ đông người mà bạn không quen biết ai cả hãy giải quyết sự cô độc bằng cách cổ điển bước về phía một người nào đó đưa tay ra mỉm cười và nói xin chào tôi là rất vui được làm quen với bạn tảng băng trong giao tiếp sẽ được phá vỡ con người ai cũng yêu âm sắc giọng nói của mình tuy nhiên nhiều lúc bạn bè cần ta để chỉ lắng nghe mà thôi trong những tình huống cần thiết các cuộc hội thoại sẽ tập trung vào những lời khuyên cách gỡ rối hay là cuộc tìm kiếm trong tâm hồn nhưng cũng có lúc điều bạn cần ta là một đôi tay cực to trong cả tiếng đồng hồ những chuyên gia trong lĩnh vực nhân học gọi trường hợp này là sự lắng nghe tích cực. Hãy là người tích cực trong những tình huống cần thiết. Vì nhiều khi, chính bạn là người cần được người khác lắng nghe. Hãy chơi một trò chơi xã hội nào đó chỉ để cho vui. Các ông bố, bà mẹ thường khuyên con mình nên học chơi một loại nhạc cụ hay môn thể thao nào đó. Thắng thua không phải việc quan trọng mà điều quan trọng là những thú vui này giúp con người hòa nhập với xã hội. Chia sẻ với bạn bè tạo dựng nền tảng cho quan hệ cộng đồng và thiết lập mối quan hệ cá nhân. Để có niềm vui, trước hết bạn phải là người vui vẻ. Điều kỳ cục là, những nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc bạn dù chỉ là giả tạo để có một nụ cười thực sự có thể gợi lên cảm giác muốn cười. Vậy nếu bạn đang cảm thấy chán nản, hãy suy nghĩ về những điều tích cực, từ đó tạo ra niềm vui cho bản thân. Tóm lại, bất cứ khi nào bạn bắt đầu với những suy nghĩ tiêu cực, hãy lái suy nghĩ của bạn vào nơi hạnh phúc với những ký ức tốt đẹp có những điều tưởng chừng rất bình thường đối với bạn nhưng lại quý giá đối với người khác hãy bắt đầu bằng những lời khen sau đó hãy nhớ rằng những món quà nhỏ nhắn trong các dịp đặc biệt như sinh nhật thăm bệnh rất có ý nghĩa hãy đừng quên tặng quà với những ý tưởng tặng mới lạ đáng nhớ một trong những bí quyết để trở thành một người giao tiếp tốt là cuốn lưỡi bảy lần trước khi nói hãy luôn dừng một chút trước khi đưa ra câu trả lời. Một khoảng dừng ngắn, từ 3 đến 5 giây, sẽ mang lại cho bạn cả ba lợi ích sau. Thứ nhất, bạn tránh được hành động khiếm nhã là ngắt lời của người đang trò chuyện khi họ chỉ muốn nghĩ lấy hơi một chút trước khi tiếp tục nói. Thứ hai, với việc không chen ngang vào cuộc trò chuyện, bạn thể hiện mình suy nghĩ nghiêm túc trước những lời nói của người đối diện. Thứ ba, bạn sẽ lắng nghe người đang trò chuyện tốt hơn. Nhờ vậy, những lời nói của họ sẽ ngấm sâu vào tâm trí bạn và bạn sẽ hiểu rõ điều họ đang nói với một khoảng dừng ngắn trước khi trả lời bạn thể hiện mình là một người biết cách giao tiếp ngày nay không một cư dân mạng nào có thể phủ nhận sự kết nối tuyệt vời của những mạng xã hội như facebook bởi chúng là cách mà rất nhiều người dùng để chia sẻ những thông tin cá nhân với mạng xã hội bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng cập nhật những thông tin về người thân bạn cũ và những gì đang xảy ra trên thế giới này một cách nữa để trở thành một người giao tiếp tốt là đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề đừng bao giờ tự cho mình đã hiểu hết những gì người khác đang nói hay muốn nói hãy hỏi nếu bạn chưa hiểu rõ điều họ trình bày người trò chuyện với bạn khó lòng mà từ chối trả lời câu hỏi này mọi người sẽ giải thích ý họ rõ ràng hơn dựa vào đó bạn có thể hỏi tiếp những câu hỏi mở khác và khiến cuộc trò chuyện được tiếp nối một cách liền mạch cảm ơn các bạn đã xem Fire Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.